chúng ta đang đi trên một con đường huyền thoại nha các bạn. Mấy bạn chú ý cái bảng tốc độ phía trước nè. Tốc độ đoạn đường xa lộ Hà Nội này cho phép là tối đa 50 km/h nha các bạn. Bên trong và phía trước mặt chúng ta cho phép chạy tốc độ ở tối đa là 50 km/h. Rồi, và rồi chúng ta đang đi từ ngã tư Thủ Đức về Suối Tiên nha các bạn. Thì trước mắt chúng ta là một con dốc. Đây là một con dốc huyền thoại nè. Thì con dốc này đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người. Thì chia sẻ với mấy bạn về đoạn đường được phép lưu thông trên đường xa lộ Hà Nội này. Thì tốc độ tối đa xe máy là 50 km/h. Nếu mà mấy bạn vượt quá từ 0 đến dưới 5 km/h thì tương đương là 54 km/h thì mấy bạn sẽ bị nhắc nhở, không bị xử phạt nha. Mấy bạn vượt quá tốc độ từ 5 đến 10 thì tương đương là 55 đến 60 thì mấy bạn sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 300 ngàn. Mốc thứ ba đó là các bạn vượt quá tốc độ trên 10 cho đến 20, nghĩa là 61 cho tới 70 thì mấy bạn sẽ bị phạt tiền từ 600 tới 1 triệu nha. Mốc thứ 4 là mấy bạn vượt quá tốc độ từ trên 20 km/h cho đến 35 là mấy bạn bị phạt tiền từ 4 triệu cho tới 5 triệu. Và mốc cuối cùng kịch khung là trên 35 km/h, tương đương là trên 85 km/h, vượt chạy quá tốc độ trên 85 km/h thì mấy bạn sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu, tối đa là 5 triệu và có thể bị giam bằng hoặc giam xe từ 2 đến 4 tháng nha mấy bạn. Thì hy vọng qua cái video này mình mong muốn mấy bạn đi xe sao cho nó an toàn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video.